Còn cái nước thứ hai đó là một cái chỗ gọi là làm kem thần tốc luôn. Chúng ta chỉ cần một ít nguyên liệu thôi, chúng ta có thể làm kem ngay tại nhà. Và tại sao làm được như vậy thì bây giờ các bạn qua đó để hướng dẫn. Còn cái bước cuối cùng, hồi sáng này các bạn nhỏ đã tìm hiểu rất là nhiều về núi lửa rồi. Con thích cho màu gì con chân? Con có màu vàng, màu đỏ. Dung nham nó luôn luôn nóng, rất là nóng, nóng khoảng hơn 4.000 độ C luôn đó. Có thể thấy cái nồi cơm như là nồi cơm khi mà sôi lên nó chỉ có 100 độ C thôi. Nước sôi mà pha một cái còn kẹt nó sôi, sẽ trục 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 trong ấm á, chỉ có 100 độ C thôi. Và các bạn tụi các bạn đã hỏng rồi. Nước ở 70 độ C. Bây giờ con lấy này một máy đều lên cho thêm một cái đủ phẩm rồi. 4.000 độ C thì nó nóng cỡ nào đó con? Rồi, bây giờ mình chỉ nhìn thấy ở bên ngoài cái ngọn núi lửa nè, mỗi lần mà nó mềm nó phun ra là nó dễ hơn. Rồi bây giờ con nhỏ chừng nào con quấy chừng đó nè, khi đủ hết rất là nhiều thứ. Nhưng mà bên trong lòng núi lửa thì cái dòng như than đó nó sẽ hoạt động như thế nào, nó sẽ sôi sụp như thế nào. Thì bây giờ mình có một cái cuốn sổ bên này, mọi cô nhỏ đây, chỗ này các cô chú sẽ làm một cái thí nghiệm để các con nhìn thấy được cái dòng như than mà bên trong đó nó sôi sụp như thế nào. Thí nghiệm ở đây mình gọi là đèn dung nham hay còn gọi là đèn lava. Thí nghiệm ở giữa này đó là cây đây là dung dịch borax. Bây giờ cô sẽ cho borax vào thì sẽ là nó sẽ hình thành nha. Trong bất cứ cho borax thì các bạn cũng quấy đều giúp cô nha. Bây giờ ba hàng chia thành ba nơi. À nó đẹp như vậy rồi. Đúng rồi. Cũng quấy đều, quấy đều. Cũng quấy đều. Cái hàng này mình sẽ đi làm kem. Rồi mới đều lên nha. Rồi, không dừng tay nha. Rồi bạn có cảm nhận thấy bắt đầu nó đông lại chưa? À có rồi. Các bạn cũng mới đều tay lên nha. Rồi khuấy đều lên bạn. Rồi bạn nam này khuấy đều đi. Khuấy đều đi con, đừng nhìn lung tung nữa, khuấy đều đi. Rồi, cho con mượn đi. Rồi con thấy bắt đầu nó đông lại như vậy rồi nè. Rồi nguyên liệu của mình là gì bạn còn nhớ không? Con biết. Đúng rồi, của ta coi. Đúng rồi, đây là hồ. Hồ dám của mình. Rồi đây là nước thôi, đây là nước khô bình thường thôi. Mình sẽ còn thêm cái này là màu thực phẩm, dùng để làm bánh. Ở nhà mình có, còn cuối cùng là bơ lá. Rồi con làm rồi đúng không? Con làm rồi thì con ra bạn con rồi, không làm nữa nha. Bạn này chưa làm, phải làm nha. Vô đây cái hình này khác, Rồi,
chơi tiếp. Cái là về nhà các con chỉ cần lấy miếng xe sủi và miếng xe ra hai bạn. Đây nè, miếng xe tỏ rồi các bạn. Miếng xe xe mà. À, con đợi cho tích thưởng. Đi đâu bạn? Đẹp không? Các bạn, các bạn mang về con sẽ thấy các bạn mỗi bạn một tờ giấy chúng mình đây. Rồi khi nào nó hết sủi có thể đẩy nắp. Rồi sủi mới đẩy nắp. Cái này có thí nghiệm khác. Con đưa cho Long, con đưa cho Khang cái nón của con đi. Rồi 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 Khang ơi con về với Dương Tư đi con. À lắm rồi hả? Anh hai đang thí nghiệm bên đây nè. Ủa cái này của Khang đâu vậy? Không biết nữa, Khang đang cầm hay bỏ túi rồi quá. Không bỏ túi được, cái này dính lắm. Anh hai đang thí nghiệm bên đây nè Long, con qua cái thí nghiệm này không? Đó, kìa kìa, đứng con hai thí nghiệm kìa. À, đâu? Đâu, sản phẩm của con đâu? Con về với Dương Tư á, rồi mẹ mua quà rồi, mẹ mua quà giùm con rồi. Dương Tư đâu á? Dương Tư đứng đợi ngoài á. Hả? Không lẽ bây giờ con quay về nữa rồi? Ủa lộn, con đi ra. Đúng rồi. Vậy con về trước nha, con về trước con đi sinh nhật đi. Con mượn cái nón của Bon kìa. Rồi đổi nón với Bon đi, rồi lát con Bon đổi nón con. Đó cái nón xanh xanh trên bàn đó. Đâu. Nón của bàn. Ê, con không biết sao ủa bên đây còn nữa nè, bên đây có cái chương trình nữa nè. Bên đây là kìa kìa con. Con vô cái thí nghiệm món này kìa. Bên đây khác nè. Ừ. Nè con cầm mũ.
muốn chung với anh em. Em tự làm luôn. Cái đó là hồ dán với quá chất á. Rồi, các bạn bắt đầu ăn kem nha. Xin cái chất nhờ quay vậy bà. À. Thôi. Thấy luôn. Thấy. Dính đó chứ, dính không phải là nhờ. Dính. Ơi. Cái gì chứ hành luôn. Ừ. Con thí nghiệm cái đó không? Thí nghiệm này nè. Ba. Hả? Cái này mình tháo ra mình gắn vô mình xoay tròn rồi nó dính luôn. Với bà. Kể lại con anh Bon thí nghiệm coi. Con thí nghiệm chưa? Thí nghiệm chưa? Tiền của con hả con? Cất vậy đi. Kìa con biết cô này không? Con biết cô dẫn cô em MC này không? Cô dẫn chương trình đó đó. Cái gì vậy? Con Thanh Thảo rồi nhỉ? Ba. Hả? Qua làm đi em. Qua làm đi, con làm đi. Đi qua đi. Đó, làm đi con. Long đây nè. Đi con vô xin con thí nghiệm đi. Thì để đây nè. Con ngồi đi, lấy ghế ngồi đi. Ngồi đó, ngồi bạn bên kia kìa, bạn trong nè. Thôi con ngồi đi, ngồi đi thí nghiệm. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
hả? Tao với Vinh mà thử á. À ngồi đi con, ngồi đây gom là đủ bốn. Đây đây, ba cầm cho. Rồi đầu tiên là bạn nam này nè, ta hãy xúc một rồi bạn nữ nước đi, múc một muỗng bạn muối, rồi đầy hơn nữa.